Linh. Hôm nay sẽ phát âm lại các từ mà các con học trên lớp. Bowl, bowl. I have a bowl. Plane, plane. I have a plane. Door, door. I have a door. Kite, kite. I have a kite. Car, car. I have a car. Big, is big. Is big. Little, little. Is little. Khi phụ huynh nói chuyện với con, phụ huynh sẽ học câu hỏi sau. What do you have? What do you have? Con sẽ trả lời là I have a bowl. What do you have? What do you have? I have a plane. Còn về từ này, phụ huynh sẽ học con như sau. What is it? Is an apple. What color is it? Is red. Is it big or little? Mãi sẽ trở lại lời là is little. Xong về từ này. What is it? Is an apple. What color is it? Is green. Is it big or little? Is big. Đây là mẫu đối thoại. Thì em sẽ viết lại mẫu đối thoại này, em sẽ viết lại và gửi lên nhóm sau ạ. Goodbye, see you next video.